Hello, xin chào mọi người nha. Rồi rõ ràng thị trường đang một trong những phiên thanh khoản rất là thấp luôn. Thì khả năng rất là cao thị trường tạo đáy ở một nữa nha cả nhà. Đấy, khi mà test đáy 1250 rất là tốt, nhúng xuống xíu thì mình thấy là cái lực bán không có nhiều. Phiên sáng dịch mà nó cách rất là ảm đạm thì thị trường đã kéo lên phiên chiều, đặc biệt là rất nhiều cái nhóm đang về hỗ trợ những cái phiên trước đem đã nói là chúng ta phải mua dần được ha. Thì hôm nay hôm qua cũng đang kế hoạch cho mọi người bắt cổ phiếu VS nè, sáng nay thì mua được cái giá khoảng 19 19.1 khá là ok ha này đang ăn khoảng chừng 3 đến 5 3.5 đến 7 3.7 phần trăm là khá là tốt mà ra chúng ta có nhiều phiếu khác như SIDG hoặc là phát đạt đó DG tăng tốt thậm chí là cổ phiếu liên vị Watchman là những ngân hàng tăng chân luôn cả nha đấy rất nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đang tạo về cái đấy 1250 trước kia ha đó 1230 chứ cả nha đó đã, bắt đầu là hồi phục lên rồi Tết hai đấy khá thành công thì đặc nghĩ thị trường này rất khó để chúng ta chứng kiến giảm sâu thêm nha có thể là về tối đa về 1200 30 thôi nhưng mà trước mắt 1.250 chúng ta bắt đầu bắt đáy dần là vừa rồi ha nhiều phiếu đang về hỗ trợ chúng ta tự tin bắt đáy nha nha đấy thì nếu mà test đáy thứ hai ở đâu thì chúng ta hãy cần mua thêm một nhịp nữa thì cũng khá là ok đáy một là nghĩ là sẽ xác nhận rồi ha à. bao nhiêu cổ phiếu đang khá là ok và đang cân bằng quanh 1250 ha hôm nay liên đang tăng chân và rất nhiều phiếu ngân hàng nhóm chứng khoán hàng ghét cũng đang tăng khá là tốt mà mát xanh nhóm bán lẻ cũng khá ok mà ghép thậm chí còn tăng sau khi là đã... có những thông tin liên quan tới bán vốn khoảng 5% đối với cổ phiếu đối với uh, con cưng của mình chính là bách hóa xanh con gà đẻ trứng vàng của thế giới động đó thì Novaland đang quan tâm chiếu DG hoặc là cổ phiếu khác như KBC là những phiếu các bạn tốt đang hồi phục khá là ok ha đó rất nhiều cổ phiếu đang tăng trở lại BIDV tăng CDG MB cũng tăng trên hai phần trăm đấy tìm phong banh VIP cũng tăng gần hai phần trăm nó nhóm thép thì hoa sen năm kim cũng tăng khoảng chừng một đến 2 phần trăm bom bất ngờ tăng trần sau bốn phiên giảm sàn đúng không trong tin hủy niêm yết đó xong rồi không ra báo cáo tài chính đã rất là lâu rồi đó ngoài ra thì cái nhóm khác như là uh, cũng kết phiên sắc xanh nói chung sắc xanh là năng, năng tỏa khắp thị trường chung gần như tạo lấy thành công lấy một rồi chúng ta chờ đất t hai như nào trước mắt thì thị trường sẽ có nhiều vùng kháng cự nào như là vùng kháng cự uh, quanh cái gáp giảm trước đây ha đó chính là một nghìn hai trăm sáu mươi đến một hai trăm tám mươi ha đấy thậm chí là thị trường có thể là test lại một hai mươi hai trăm bảy mươi nói chung là hai trăm bảy mươi cộng chờ cái vùng gáp giảm trước đó ha trong thị trường đang cần quay lại thì đây cũng một kháng cự có thể sẽ quay test lại cái đáy nếu nâng đáy được tốt. Đó, không test đáy hai sâu hơn 1250 thì vừa hoàn toàn có khả năng phục hồi. Và kịch bản nâng đáy này thấy là khoảng chừng 60 70% nha cả nhà. Đó, sau khi test đáy cũng không cần test quá sâu bằng 230, 240 làm gì đâu. Nhà tư tiếp tục tiếp tục là cân nhắc tham gia lướt sóng đó những cổ phiếu đang tạo nền tốt. Đó test lại một hỗ trợ hoặc là cổ phiếu tăng chưa quá nhiều vùng tích lũy ờ, dài như là cổ phiếu như sản như DG phát đạt luôn thật chí rất xanh. Đấy hoặc là sale này rồi nhóm uh, chứng khoán chúng ta có HCMSI và cổ phiếu VIX nha, VIX đang đánh, đánh giá rất cao, vì đó. Ngoài đây chúng ta có cổ phiếu KBC, chúng ta có cổ phiếu GET này rất nhiều phiếu khác đang tốt mà. Đây này nó sẽ đang uh, dấu hiệu phân phân kỳ âm mà đang dần dần từ cái vùng đáy hồi phục lên. Có thể nó cắt ngang cái vùng uh, cho line này thì tạo hình phá tới phân kỳ đi lên ha. Mà sẽ đeo đầu confirm lại. Cũng như là histogram nó cắt lên mức không là khá là ok hiện nay thì nó đang 50 50 thôi. Mức điểm trừ là thanh khoản khá là thấp nha. mà nha. Mặc dù hồi phục nhưng thanh khoản khá thấp. Uh, như thị trường đang khá nghi ngờ vùng đáy này đó thì rất nhiều nhà tư cũng đang nghi ngờ chưa tham gia thì có thể thị trường sẽ kéo lên để test lại cái vùng kháng cự trên là 1270 đó nếu mà trung đất chỗ này tạo một cái vùng nền đi ngang thì thị trường sẽ sớm cân bằng và có thể là lần này sẽ vượt đỉnh 1290 nha lên cái vùng 1300 1330 gì đó hay là giá kịch bản này cũng tương đối là sáng sủa rồi đó, hiện nay thì uh, thị trường quán thế giới thì cũng đang mở phiên với một sắc xanh thôi và này rất nhiều cái game mà liên quan tới uh, đây Hôm nay thì uh, công ty chứng khoán ngoài trong những công ty đang bắt đầu tăng vốn nha mời bé cũng đang ok nè nó đang có, có là tăng vốn hay nha đấy trước đây có công ty uh, là là bị s nè công ty chứng khoán là đi thì tất nhiên nó không lên sàn chung này đấy thị trường chứng khoán tạo ra cái bạn dân tốt hỗ trợ giá tăng cổ phiếu hiện nay thì trong chúng ta đang trong giai đoạn gọi là uptrend thôi và giai đoạn tiền rẻ rất khó để chúng ta nhìn những thông tin tiêu cực như là Uh, thông tin liên quan tỷ giá chúng ta đánh giá sai về cái uh, chu kỳ của nền kinh tế chúng đang, đang khá là ok nha đang bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế cũng như là số với phép nó sẽ hạ uh, lãi suất thôi không tháng xấu thì cũng uh, sau 6 xíu thôi nha đó thì tháng 6 vẫn có khả năng 50 50 ở hiện nay thì cái nền kinh tế Mỹ cũng đang khá là mạnh việc làm này khá là ổn định cho nên uh, uh, làm uh, cũng chưa có giảm nhanh như dự kiến đó nha đấy thì hiện uh, nay cũng khá khá là đang nhận co rồi nói chung chứng khoán Mỹ cũng đang uh, hôm nay là mở cửa mức là giảm khoảng hơn trăm 75 điểm mà đó giá dầu cũng đang neo ở mức khoảng 80 đô crypto của Nancy thì đang sau khi uh, trời sụp nó lên 70 thì cũng đang giảm trăm trở lại đó nó đang lên sinh đó Nên chung chưa có gì biến động quá nhiều cả nha rồi về mặt chỉ số chúng ta thấy là Navinet vẫn đang trong nguyên tích lũy nha chưa dấu hiệu gì hết đó. Và nếu về xét tín hiệu một số mẫu phiếu khác như là vít này hôm nay cũng nên cho mọi người mua đúng không? Khá ok, nó đang tạo đáy đi lên, đang test lại cái biên trên nha. Đó, biên trên khá là tốt, hôm nay đang đại, đại vùng dưới thì chúng ta mua cân bằng vùng Ichimoku uh, nè. Chúng ta thấy là mua ngày vít ngày 19 1, khá ok, hôm nay đang lên tại cái chúng ta 2.5 là khá là xa. Rồi ngoài ra có DG, DG cũng đang tốt, à, về biên không chờ dưới đó, hôm nó rồi chúng ta phải căng kê quanh giá bài 1.5 mua được. đừng quá căn kê ở nhà, có thể nó không về 31 đâu vậy biên cái đầu lên bên dưới là ok nè chứ phát đạn phát đạn cũng đề những cái vùng hỗ trợ dưới rút chân lên ha mà 1.5 một hai phiếu này nó khá sát nhau thì đạt cũng cập nhật lại cái giá này cho mọi người rồi ha mọi hoàn toàn tham gia được uh, con DG này những cái vùng này tham cái này chứ rồi cho xa xa nhau xíu nha đấy phát đạn cũng đang khá ok nè rồi chúng ta có cổ phiếu khác như là Get cũng đang ok nè, đúng à, không? đang về đúng hỗ trợ 23.45 bật lên. Get này chúng ta có cổ phiếu nào nữa? Chúng ta có cổ phiếu uh, ban thậm chí tăng trần nữa sau khi um, phá quần kháng chéo này. đây là trong những cái điểm mua rất là tốt đối với cổ phiếu ban này ha. Thì, hôm nay ai có thể mua được cái phiên này khá chúc mừng anh chị nha. Thì nó đang hướng lên cái vùng kháng cự trên. Sau sóng 1 2 điều chỉnh này, đang có sóng 3. Thì người đo từ đây, từ cái đáy này nó lên tới đây rồi từ đáy này lên tới đây thì nó sẽ ra được một bột ra tỷ lệ bao nhiêu nha. để sẽ có công cập nhật trong buổi livestream trực tiếp. Đấy, mình ta đo ghét được. Thì nó cũng khá ok. Ta có MB ha. MB cũng đang trở về vùng đáy không? Rõ ràng test hai ba đáy dưới này đang dần hồi phục lên thì nhóm hàng đang nằm trong nhóm khá là triển vọng ha. Đó, tạo đấy cũng như giúp thị trường là khó giảm sâu bạn nó rồi nhiều phiếu về hỗ trợ nhóm hàng rồi thì khó rất là khó chúng chứng kiến thị trường giảm sâu thêm đấy, ACB này. À, của người sát của hỗ trợ rồi thì dư địa tăng giảm nó cũng không, không còn quá nhiều đấy này hồi phục đi lên rồi đi trong xe quay tiếp tục ha thị trường sẽ test hai đỉnh đáy hai cao hơn như cái kế hoạch thì nó sẽ khá ok ha và chấm muộn chúng ta sẽ chứng kiến thị trường đi lên cái mốc cao hơn là mốc 1340 ba rồi xin chào cả nhà chúc mừng thành công nha này chúng ta sẽ tự tin bắt đáy cái vùng này được rồi đây không cần phải nhất thiết phải test lại đáy sâu hơn là 1230 như dự kiến đâu nha cộng chữ 10. rồi ngay thì Chứ chừng chuyện gì chúng ta cũng bắt đáy sớm và kiểu chuyện đó thôi. Chúc người thành công nha. Anh chị nào chưa có ai hỗ trợ để liên hệ ngay với Đại TV. Anh đang người chuyên đánh nhầm tiền và cũng như là chúng ta không uh, lắng nghe thị trường cách người khách quan nhất nha. Làm sao chúng ta giữ được cái tài sản của mình cũng như là kiếm được những rất tốt trong giai đoạn hút trên này. Xin chào cả nhà nha. Thị trường trong giai đoạn này có thể là bực ngày 340. như để tăng khoảng 15% nhớ những phiếu mạnh nha cả nhà. Xin thủ bắt đáy nha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà.